chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất cập nhật liên tục trên kênh tin tức và tôi là Thúy Trâm, rất vui được đồng hành cùng quý vị. Sau đây sẽ là những thông tin mới nhất chúng tôi tổng hợp trong ngày, mời quý vị cùng theo dõi. Tiền tỷ tham nhũng có thể khắc phục hậu quả đại án không? Chính phủ giải trình việc mức chiết khấu với sách giáo khoa quá cao. Mưa lớn gây đứt gãy mặt đường ở Lai Châu, giao thông tê liệt. Tiền tỷ tham nhũng có thể khắc phục hậu quả đại án không? Thưa quý vị, tiền tỷ tham nhũng đang được nhiều bị cáo trong đại án chuyến bay giải cứu tranh thủ nộp lại trước khi hội đồng xét xử đưa ra phán quyết vào chiều ngày 28 tháng 7 vừa rồi. Tiền tỷ tham nhũng từ đại án chuyến bay giải cứu là những con số khiến cộng đồng phải giật mình, như cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Trung Kiên nhận hối lộ 42 tỷ đồng, cựu phó phòng tham mưu Cục Quản lý xuất nhập cảnh Vũ Anh Tuấn nhận hối lộ 27 tỷ đồng. Cựu Cục trưởng Cục lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan nhận hối lộ 25 tỷ đồng. Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng nhận hối lộ 21,5 tỷ đồng. Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân nhận hối lộ 5 tỷ đồng. Cựu Trợ lý Phó Thủ tướng Nguyễn Quang Linh nhận hối lộ hơn 4 tỷ đồng. Đặc biệt, khi tiền tỷ tham nhũng được bòn rút trong bối cảnh những người liên quan phải đối mặt nguy nan dịch bệnh khó lường, thì hành vi phạm tội còn có tính chất đê hèn. Vậy mà nhiều bị cáo cựu cán bộ vẫn nghĩ rằng họ có thể nộp lại tiền tỷ tham nhũng để nhận hình phạt nhẹ hơn khi hội đồng xét xử đưa ra phán quyết cho đề án chuyến bay giải cứu vào chiều ngày 28 tháng 7 tại Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi năm 2017 quy định đối tượng nhận hối lộ từ 1 tỷ đồng trở lên sẽ bị phạt tù 20 năm, chung thân hoặc tử hình, tùy theo mức độ và tính chất phạm tội. Tuy nhiên, Điều 5 Nghị quyết số 03 năm 2020 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao lại có nguyên tắc xử lý riêng đối với tội phạm tham nhũng, tội phạm khác về chức vụ. Cụ thể, trường hợp người phạm tội tham ô tài sản hoặc nhận hối lộ, chủ động nộp lại ít nhất 3/4 tài sản tham ô, nhận hối lộ và đã hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra xử lý tội phạm hoặc lập công lớn thì không áp dụng mức cao nhất của khung hình phạt. Tành rằng, những cựu cán bộ khi đứng trước tòa án đều tỏ ra ngây ngô, không phân biệt được nhận hối lộ và quà cảm ơn, nhưng đó là lời bào chữa ngụy biện, chẳng khác gì chiêu trò chọc cười trên sân khấu hài kịch. Con đường tiếp theo mà những cựu cán bộ tìm cách tự cứu mình là nộp tiền khắc phục hậu quả. Liệu nguồn tài chính từ bàn tay bẩn thỉu có thể khắc phục hậu quả cho đề án chuyến bay giải cứu hay không? Ở đây, cần hiểu đúng khái niệm khắc phục hậu quả. Nếu thi công cầu thả một công trình thì bỏ tiền túi cá nhân làm lại để khắc phục hậu quả, còn gây ra một đại án thì số tiền tham nhũng đương nhiên phải bị thu hồi chứ không thể ung dung hoàn trả để khắc phục hậu quả. Lạm dụng chức phận được giao phó để tư lợi khiến chuyến bay giải cứu đi ngược lại chủ trương tốt đẹp của nhà nước dành cho công dân xa xứ thì hệ lụy về mặt đạo đức xã hội không thể dùng tiền để khắc phục hậu quả. Cách khắc phục hậu quả duy nhất là những cựu cán bộ suy đồi phải gánh chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật. Tiền tỷ tham nhũng không thể xem như cứu cánh của những cán bộ tha hóa. Nếu kẻ tham nhũng nào cũng tranh thủ vơ vét rồi dùng tiền tỷ khuất tất để khỏi bị xử lý hình sự hoặc để giảm án thì cuộc chiến chống tham nhũng không thể nào đạt được mục đích đem lại môi trường công vụ. Chính phủ giải trình việc mức chiết khấu với sách giáo khoa quá cao. Thưa quý vị, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá mức chiết khấu đối với sách giáo khoa, sách tham khảo hiện nay quá cao. Chính phủ cho biết đang chỉ đạo xây dựng mức giá trần để tăng cường quản lý giá sách. Chính phủ vừa có báo cáo gửi đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình một số vấn đề cần lưu ý qua giám sát việc thực hiện nghị quyết số 88 và nghị quyết số 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông. Trước đó, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị chính phủ đánh giá tác động mức độ ảnh hưởng của mức chiết khấu trong chi phí phát hành sách giáo khoa lên giá sách giáo khoa hiện nay. Mức chiết khấu đối với sách giáo khoa, sách tham khảo hiện nay là quá cao theo đánh giá của đoàn giám sát. Giải trình vấn đề này, Chính phủ cho biết Bộ Tài chính, Cục Quản lý giá là cơ quan chủ trì, tiếp nhận, ra soát văn bản kê khai giá sách giáo khoa để phục vụ công tác bình ổn giá, quản lý nhà nước về giá cũng như công tác kiểm tra thanh tra. Các nhà sản xuất bản tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đúng đắn, phù hợp của phương án giá sách giáo khoa đã kê khai với Bộ Tài chính. Với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, theo văn bản kê khai giá của đơn vị này với Bộ Tài chính, mức chiết khấu phát hành sách giáo khoa từ năm 2020 là 23% cho sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6, 22,5% cho sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10, còn sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và 11 có mức chiết khấu là 21%.
Chính phủ nhận định mức chiết khấu này có tác động đáng kể đến giá sách giáo khoa. Vì vậy mà chính phủ đang chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng mức giá trần để tăng cường quản lý của nhà nước đối với giá sách giáo khoa. Đây là giải pháp quản lý giá sách giáo khoa, giảm mức chiết khấu phát hành sách giáo khoa theo đánh giá của chính phủ. Cũng liên quan đến vấn đề sách giáo khoa, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng việc Bộ Giáo dục và Đào tạo không tổ chức biên soạn được một bộ sách giáo khoa theo quy định của Nghị quyết số 88 của Quốc hội đã ảnh hưởng lớn tới trách nhiệm nhà nước trong triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Đoàn giám sát đề nghị tiếp tục giao Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn một bộ sách giáo khoa sử dụng nguồn ngân sách nhà nước. Nêu ý kiến giải trình, chính phủ cho rằng việc Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa sẽ làm hạn chế xã hội hóa, gây ra sự cạnh tranh bất bình đẳng, gây sự tốn kém cho xã hội. Theo báo cáo của chính phủ, trong 4 năm thực hiện xã hội hóa, cả nước có 6 nhà xuất bản và 3 tổ chức có đủ điều kiện tham gia tổ chức biên soạn sách giáo khoa, góp phần tiết kiệm ngân sách nhà nước. Để hỗ trợ sách giáo khoa với học sinh thuộc các hộ nghèo, các vùng sâu xa, miền núi, hải đảo, chính phủ cho biết đã chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu xem xét, đề xuất chính sách giảm giá, không thu tiền sách giáo khoa. Về ý kiến đề nghị đánh giá chủ trương, một chương trình nhiều sách giáo khoa có thể thực hiện việc áp dụng cùng lúc nhiều bộ sách giáo khoa cho từng môn học ở cùng một cơ sở giáo dục hay không. Chính phủ nêu quan điểm chương trình là thống nhất sách giáo khoa là học liệu. Nhiều sách giáo khoa cũng góp phần làm phong phú nguồn học liệu để giáo viên và học sinh được tiếp cận, báo cáo giải trình của chính phủ nêu. Chính phủ cho rằng mỗi môn học, giáo viên và học sinh có thể sử dụng cùng lúc nhiều bộ sách giáo khoa. Tuy nhiên, cùng một yêu cầu cần đạt quy định trong chương trình giáo dục phổ thông, các sách giáo khoa có cách tiếp cận khác nhau, sử dụng học liệu khác nhau để hướng dẫn học sinh học tập cùng một thời điểm với nội dung trên nhiều nguồn học liệu khác nhau là việc rất khó. Điều này đòi hỏi giáo viên có nghiệp vụ sư phạm cao, học sinh tự giác học tập và sĩ số lớp không quá đông. Trong hoàn cảnh hiện nay, chính phủ thừa nhận nhiều cơ sở giáo dục phổ thông chưa đáp ứng được điều kiện. Về việc trao quyền lựa chọn sách giáo khoa cho giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh, chính phủ nhìn nhận việc này là thực hiện nguyên tắc dân chủ tốt nhất và phù hợp nhất với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông. Vì vậy mà chính phủ đang chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu sửa đổi, bổ sung thông tư số 25 về lựa chọn sách giáo khoa theo hướng tăng cường vai trò tự chủ, lựa chọn sách giáo khoa của nhà trường. Mưa lớn gây đứt gãy mặt đường ở Lai Châu, giao thông tê liệt. Thưa quý vị, do mưa lớn kéo dài tại km 40+800, tỉnh lộ 129 thuộc địa phận bản Nà Kế 1, xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu đã xảy ra hiện tượng đứt gãy mặt đường khiến giao thông bị tê liệt. Thông tin từ Công an huyện Sìn Hồ, Lai Châu cho biết, khoảng 3 giờ ngày 5 tháng 8 tại km 40+800, tỉnh lộ 129 thuộc địa phận bản Nà Kế, xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu xảy ra hiện tượng sạt lở đứt gãy mặt đường bên ta luy âm do mưa lớn. Hiện cơ quan chức năng đã căng dây cắm biển cấm các phương tiện lưu thông qua đoạn đường này. Trước đó, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 31 tháng 7 đến mùng 3 tháng 8, tại km 198+289QL4H, địa phận bản Tè Xá, xã Mù Cả, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, đã xảy ra sạt lở ta luy âm vào 1/2 mặt đường nhựa trong phạm vi dài khoảng 50m, sâu 25m. Theo lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Lai Châu, ngay sau khi xảy ra thiệt hại, Sở Giao thông Vận tải Lai Châu đã chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương điều động nhân công, máy móc đến hiện trường để rào chắn cảnh báo, phối hợp lực lượng thanh tra giao thông trực gác, hướng dẫn giao thông, chỉ đạo đơn vị tư vấn vào hiện trường để đo đạc khảo sát, lập phương án khắc phục xử lý.